Và bây giờ sẽ là cặp thi đối kháng tiếp theo sẽ là ai đây? Jin và Buka hả? Yeah. Em sao không được. Ok, rồi, xin mời hai bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã có hai đấu thủ gọi là rất là ngang tài ngang sức vậy ạ. Hai đối thủ này vừa khớp lắm, khớp như trái tim vậy, gắn lại khớp luôn. Dính vô luôn. Anh Bình nói lâu lâu nói mà nó rất là hay, rất là đúng luôn á. Và bây giờ chúng ta đã có hai đối thủ này rồi. Anh em ơi, chúng ta hãy cùng đặt cược xem nào. Em thì em chọn chị Buka, hồi nãy chị chọn em rồi. Anh cũng quay đội Buka. Chị cũng chọn chị cũng chọn Jin tính kiểu. Ủa cũng là sao? Yeah. Anh Đen, cái phong thủy của anh nãy giờ anh thấy là ở bên Buka phong thủy nó tốt hơn á. Qua đây anh ơi. Ok, anh ở với Jin. Anh Jun, anh nghĩ là cái anh, tại anh biết đề á, anh nghĩ cái này thằng Jin nó hợp hơn. Tại anh với Jin này. Em, hồi nãy em cũng nói y chang vậy đó. Anh nghi hồi nãy em cũng nói y chang vậy đó. Ở đây cũng nói y chang, em theo chị rồi tự nhiên chị thua. Em á thì với cái game này thì em nghĩ là Jin sẽ nhường cho Buka. Cho nên là sao nhường? Không có nhường đâu, anh bảo đảm luôn. Không nhường không? Ai cho nhường mà nhường. Không chị, cái tâm lý của mình trước khi chơi á là mình sẽ nhường cho mẹ mình á. Mà vô trận rồi là kệ đi. Không biết mẹ con gì hết. Kệ mẹ. Em về số đông, chị em mình lại bên nhau thôi. Rồi, bye Buka. Bye Lộc, bye anh sao? Bye, không sao. Và bây giờ là sẽ là trò chơi khoanh số. Mỗi một bạn sẽ có một cái màu sắc. Và khi mà Sam lật cái chiếc bảng này lên sẽ là những con số từ 1 đến 100, nhưng mà sắp xếp một cách ngẫu nhiên cho chiếc bảng này có thể nằm lung tung beng cả lên. Đó, và chúng ta nhìn phải đi theo thứ tự. Thí dụ là Buka đã khoanh được số 1 thì Jin phải tiếp theo là số 2 nha. Mà khi mình chọn được số đó mình nhớ la lên để cho bên đây không có đi tìm nữa. Thí dụ là 1 đó là bên đây là Jin phải lo đi tìm 2. Nếu mà Jin mà tìm được 3, 4, 5 thì đánh liên tục luôn cũng được nha. Và chúng ta có thời gian là 3 phút. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Sẵn sàng. Rồi, sẵn sàng nha, tôi cũng giúp đỡ cho. 1 2 3. Tìm số 1 trước nha. Tìm số 1 trước nha. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Gần số 2. Sao chị che cái gì ở đây? Gần số 2. Đúng rồi chị, đúng rồi. Bốn bên qua. Kế bên luôn, kế bên luôn. Hay quá. 5 kia chứ. 5 ở giữa kìa. 5 trước kia, sáng kia. Đúng rồi. 7 kìa. Đúng rồi, 8 đâu? 8. Đúng rồi. 9 kìa. Mời gọi mời. Bên phải. 10. Trời ơi. 11. 12. 12. 13. 13. Rồi lên đi. 13. 13. 14. 14. 4 đâu? 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16 đâu? 16 đâu? 16 đâu? 17. 17. Trời này anh ta. 18. 18 nè. 18 đâu? 18 đâu? 18 nè. 18. 18. 18 rồi. 18 nè. 20 coi nè, em đứng cái mà tới bên này luôn nè. Chết. Cái gì á? Chị mới công bằng chứ. Mày mà chết. Cái gì á? Chị mới công bằng chứ. Mày mà chết. 30. 31. 32. Cái gì á? Lấy cái tóc chị ra coi chị kìa quá. Cái gì á? Thôi lên lọc lên. Lấy cái tóc chị ra coi chị kìa quá. Chị ra coi chị kìa quá. Cái gì á? Thôi lên lọc lên. Cái gì em? Kìa kìa chạy nhanh luôn đó. 34. Ủa sao tới số 3 rồi, mình đang là thằng 2 mà. 37. 37. 37. 38. Đừng có đẩy. 38. 38. 39. 39. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 42. 42. 44. 44. Rồi, 45. Ôi không, thôi mình ra. Hết giờ. Hết giờ, trời ơi, tôi chưa thấy một cái chơi mà, nè, ra khai quen xí nha. Em chơi cái bàn chung mà em đứng ở đây, đứng này sao em chơi. Nó nghe nè, hồi nãy á, sao mà số em không quẹt, em quẹt vô mỏ chị à.
anh chết rồi. Cô ca tội nghiệp á. Nghe nè, mà cái đội bên kia quá ăn gian luôn nha. Ăn gian đúng không? Không, ăn gian. Người ta lên hát rồi. Tự nhiên nè, nè nè. Chị để xuống, chị để cái bạn xuống. Nè, em khòm xuống em chơi, em rất là vất vả rồi em khòm chơi. Thì tóc em nó ở đây. Cười nghe luôn cái đi. Tầm nhìn của người ta luôn. Rồi chương trình mời tới mình không có quay hình, tôi túi quay đây nha. Chị bực chứ hả chị? Bực chứ chị mình. Thôi, để chị lên đây. Chị ngồi ở đây thôi. Chị gian đếm cái màu nào lớn nhiều hơn. Rồi, chị ngồi, chị phải ngồi. Ngồi đi chị, đếm nè. Chị đếm nè. 25 26 Rồi. Coi như là thắng rồi, khỏi cộng nữa. Tại vì mình chưa đến 50. Mình chưa đến 50 mà bên đây là 26. Thì chắc chắn là bên màu cam thắng rồi. Hay quá. Dạ. Không đồng tốt học. Dạ, đội của Uca thắng rồi mọi người ơi. Một tràng pháo tay. Chơi gian quá hả? Ừ, chơi gian quá. Đẩy tới đây luôn nè. Cái này là cái luật chơi của rồi. Cái luật sao chơi. Sao mà chị lấy tóc chị che nữa cho em thấy được cái gì? Cái tóc chị thì nó là tự nhiên rủ rượi thôi em. Cái này là cái lực thúc đẩy á. Không có cái tóc nào mà rủ rượi mà tôi văng ra ngoài đây.